là mọi người ha, thì hôm nay là ngày rằm tháng 7, rằm lớn ha. Rằm tháng 7 ở đây thì bên Việt Nam mình đã 16 rồi, thì mình sẵn tiện đi đón bạn hiền á để mà chở bạn đi chùa. Thì trên đường đi thì mình có ghé giao mướp cũng là phía bên đó luôn, nên là mình có lấy mười mấy trái mướp mình đi giao luôn, thì mời bà con cô bác ra gần đi chơi với mình ha. Chùa Diên Ân đó, có cúng ngày lễ Vu Lan ha. Thì mình đi, mình rủ mọi người đi theo, thì từ đây qua đón bạn hiền là gần cả tiếng đồng hồ. Ở chỗ mà đi qua cái chỗ mà đi qua giao con muốn cũng gần cả tiếng đồng hồ đó luôn, nên là trời ở ngoài rất là âm u, nên mời bà con cô bác xa gần cùng đi với mình ha. Thì gọi bạn hiền không có bắt máy, để coi sao các bạn nó sẽ như thế nào ha. Trời ở ngoài nó vẫn còn âm u, bây giờ mình phải kiếm chỗ đổ xăng nha mọi người. Thì mời bà con cô bác xa gần và chưa được cái dịp ở Mỹ, hay là ở Mỹ thì mọi người nhiều khi cuộc sống cũng rất là bận, thì mình có thời gian nên mình mời mọi người đi theo mình chơi cho vui luôn ha. Cảm ơn bà con cô bác xa gần luôn đồng hành và luôn ủng hộ những cái video của mình ha. Bây giờ kiếm chỗ đổ xăng, thì ở nhà thì mình lo cơm nước cho chồng, thì cũng không có gì, mình cho chồng ăn bắp. Rồi chiều mình đi về mình sẽ mua đồ ăn cho chồng. Trời ở ngoài rất là âm u, cái đường này đường mới làm mọi người, mình phải kiếm chỗ đổ xăng.
thơm ơn Thế Tôn đào màu ban truyền, về chúng sanh ở nơi ta bà thắm sâu, đời mạt pháp biết bao điều tàn khôn lường, cuồng phong bao dòng khắp nơi lầm than. Ngài khuyên tu thoát qua kiếp người luân hồi, đừng sân si để tâm muộn phiền đau buồn, vừa qua bao khổ đau cuộc đời mê lầm, hãy mau tiến tu để qua trầm. Đời đời ta ghi nhớ lời gian cao quý ấy, quyết chí tu theo gương từ thương, nguyện về nơi lạc quốc của Đức A Di Đà, chim hót liễu lo muôn loài hoa, nguyện trong tâm sẽ không phụ lòng cha lành, người đã sang đào vàng cho đời, lòng con đây xiết cao vui mừng gặp ngài, ngài đã cứu nguy cho đời con. Thơm ơn Thế Tôn đào màu ban truyền, về chúng sanh ở nơi ta bà thắm sâu, đời mạt pháp biết bao điều tàn khôn lường, cuồng phong bao dòng khắp nơi lầm than. Ngài khuyên tu thoát qua kiếp người luân hồi, đừng sân si để tâm muộn phiền đau buồn, vừa qua bao khổ đau cuộc đời mê lầm, hãy mau tiến tu để qua trầm luân. Đời đời ta ghi nhớ lời gian cao quý ấy, quyết chí tu theo gương từ thương, nguyện về nơi lạc quốc của Đức A Di Đà, chim hót liễu lo muôn loài hoa, nguyện trong tâm sẽ không phụ lòng cha lành, người đã đem ánh sáng đào vàng cho đời, lòng con đây xiết bao vui mừng gặp ngài, ngài đã cứu nguy cho đời con, lòng con đây xiết bao vui mừng gặp ngài, ngài đã cứu nguy cho đời.
Mùi đời gồm bao cay đắng đắm say mà chỉ ta cùng về chốn liên đài từ bi ban ái. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên kệ kính chuyên cần của chúng tôi. Giờ đi tới nhà đón bạn à, đón bạn Hiền. Giờ phải chở bạn này đi nữa, sắp xếp chỗ cho con bạn ấy ngồi nữa. Ai nhà nó cứ vòng vậy đó. Cái em nói ông nà, đi vô ông nằm đi, ông nghỉ đi. Làm nghiệp hả? Đợi say hai đợi gì đó. Hỏi chùa đâu ấy, không biết. Em nói chùa Viên An mà ông có biết nó nằm ở đâu nữa. Ừ, nói cũng như không. Cái mùi rau đó bụng quá ha. Nhìn nó bụng thường nhất. Thì chở mấy người đẹp đi, rồi chở con cái người ta đi cũng phải cẩn thận nữa. Giờ chùa Viên Ân Tự thẳng tiến. Dạ tỷ như hôm Tết rồi chị có đi được 10 chùa không? Cũng đi đi à, chùa nhiều chùa lắm. Mình muốn đi không là do mình theo. Chị quen nhiều mấy cô dưới đó. Đâu cần quen nhiều đâu, chị biết chùa cái tới đó. Nếu mà còn đó. còn thời gian chị dẫn kinh tế sư ông á, đeo cái dây rồi cho nhóc mày vô, đeo dây vô cho nó. À, sư ông ở chùa nào? Cái chùa của người Sri Lanka. À, chị nói về cái ông thầy đó hả? Ừ, bữa hổm coi rồi đó, thấy không? Thấy nhưng mà đeo nè, chị đeo không? Vậy may mắn thôi. Mà thầy dễ thương mà. Chỗ đó chị thích nhiều lắm á, có dịp là chị tới đó chị học. Đường nó đóng rồi. Tụi chị đi đường này mà. Ừ, đi đường này. Đường nó đang đóng để mà nó làm lại cái sidewalk á. Ok. Cho người đi bộ hoặc là chạy xe đạp á. Ừ. Đi đường đó. Ông Tim ông không có cho chạy xe đạp tại vì ông sợ nguy hiểm. Ừ, nói chung cái vùng quê không cho làm. Nói vậy chửi. Em nói giờ sắm cho tôi chiếc xe đạp đây, tôi đi đạp vòng vòng cũng được. Cái gì cũng sợ nguy hiểm. Cái gì cũng sợ chết hết trơn. Không đi cũng chết, mà có đi cũng chết. Đường nào cũng chết 52 năm. Thì ông nói, ông có ấy gì mà tại vì có baby nè, ông sợ thôi. Giống như dịch bệnh này nè. Ông nói là chị thích đi qua cái đường có cầu. Hai đường, một đường đi có cầu, một đường không đi có cầu. Ờ, đi đường có cầu nhanh hơn. Dạ, bữa chị em mình đi hái đồ. Bữa nào chị đi xuống nhà em bữa chơi một ngày em. Đây nè, cái farm đây nè, chị thấy không? Nó đó hả? Ồ, đi kìa. Nó trồng bí đó thấy không? Ừ. Nó đang trồng bí á, mình bí gợ bí ấy để về ăn. Gặp người Việt của mình á là hái bông hết rồi, con này nó không biết hái bông, nó chỉ. Ồ, bông để đâu. Ủa, bông người đã trẻ thụ phấn mà em ăn hết sao nó ra thụ phấn? Mình cũng để ít thôi, nói chung là mình cứ bông thì mình hái, nhưng mà tại vì người ta trồng số lượng nhiều bông, cái con ong nó chích từ bên đây nó gắn qua bên kia thì cũng đâu có đến đổi. Đi điện nói từ 9 giờ sáng mà tới 12 giờ mấy mới tới nước được nó. Ô, gần 1 giờ luôn. Đi hết xăng luôn mà. Nói chung là gặp cũng người này người kia em ơi, có con bé kia gọi chị kia rồi tưởng nó gần em hiểu không? À. Nhìn cái địa chỉ này đến đầu kia là với tại lại sao chị không chết? Chị không chết, chết rồi mà. Nhưng mà ý như là chị nói là khi mà đi tới đó thì nó khác, rồi từ đó qua em nó sẽ khác, qua nhỏ kia nó khác,
rồi xong rồi với lại là cái khi mình đi mình không có quen đường em hiểu không, nhìn áp nó sẽ chỉ em đi tè le học me hết trơn á, nên là đi mới có kinh nghiệm em ơi, nhưng mà đỡ đi đi cho biết luôn đâu có sao đâu. Giao được mấy cái mớp mà đi dữ vậy? Mười mấy trái mớp, 15 trái mớp bự, 13 trái mớp bự, 5 trái mớp nhỏ là 18 trái. Người ta đòi kêu nữa mà tại vì người ta đặt trước hôm qua chị lấy thôi, nhiều mà mai mốt có nữa để chị sao mới có nữa, có nữa cho tiếp đi dạng đi giải trí thôi chứ đâu có được nhiêu tiền đâu em. Còn tiền xăng cũng nhiêu rồi, chẳng qua mấy lúc mà tự chị đi chơi á, chị cũng đi được một mình hiểu không, gặp chị thôi cũng đi thôi, đi giao lưu, còn giờ mình được vừa đi mình được tiếp chút đỉnh tiền đổ xăng chơi thôi. Ông đi, ông đi làm về cũng tội nghiệp quá, ông chờ để xe hai cũng dễ thương ha, anh chồng cũng dễ thương thiệt chứ, anh này anh hay la làng quá ha, la làng đâu có biết nói gì đâu, phải la thôi vậy đó hả, giờ tí không biết gì cứ cầm tay mẹ chỉ rồi ấy ngay không nói được luôn chưa, rồi chừng nào mới nói được. Dạng nó bị ấy mà, để hỏi lại tên tuổi nó coi. Nó bây giờ đang nói chuyện đó. Nó nói gì ạ? À? Ai biết đâu. Nói gì vô Quỳnh? Nói gì nói nghe cô Quỳnh. 3 tuổi người ta trả lời lanh lánh rồi, ta trả lời lanh lót luôn rồi đó. Nói nhiều thứ lắm rồi đó. Ừ, 3 tuổi mà không biết cái gì hết trơn là thấy xong rồi. Chậm nói á. Nó chậm. Mà phải mà, hôm bữa thứ hai đầu tuần đó là có cuộc hẹn online với bác sĩ. Như đường quê vậy em thấy không, mình lo thân mình thôi, tới chừng nào mình học được mình làm được cái chuyện mình lo, còn dạng ai nói gì cái tí người ta thiếu gì người nói mà cho mình tốt hơn thì mình nghe, còn nói mà tào lao mới lao dẹp họ qua bên đi, cất qua bên, nghe thì nghe nhưng mà không có để ý cái lời họ chỉ cho nó mệt, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Họ đâu có thấy cái cảnh ở bên đây như thế nào, bộ dễ xinh lắm hả, trời ơi chị đây mà chị còn xinh mà việc làm chị còn mệt nữa, trời đó huống chi em tiếng Anh tiếng EU thì biết không có gành, đường xá cũng không biết, chị đây mà chị còn bị từ chối đúng không chị em, sao mà được, rồi thêm vậy em có thêm một cục con nữa em đâu có được bay nhảy đâu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, vô đi rồi mới biết người ta nghe mấy vú ngồi đó mà hay kiểu này kiểu kia chị ghét lắm nha, chửi lên cho mà nghe á, thì mỗi người có nhiều người người ta nói chuyện cái người ta muốn mình tiến bộ em hiểu không, còn có nhiều người toàn là gì đâu không, làm cho mình nó nhục chí anh hùng cái này với cái này thấy không á, nó giống nhau tưởng quẹo luôn đó luôn, làm cho mình nhục chí anh hùng vậy. Thank you.
vườn gốc ngay đây đó, trong kia để lát nữa chị em mình làm mua xả đi. Chị không hiểu nữa em, mà người ta sẽ bán bông á. Bán về ai mua trời? Có được người mua, vẫn có người mua, người ta tặng cho vợ chồng người ta gì đó, người ta đi vô công viên hay người ta làm ở công viên gì chị không hiểu nữa. Ở trên cái tuyến đường màu vàng vàng này nè, nó quan trọng nè, nó dễ thích cho em nè hả? Thì mình đâu có đi qua nó đâu, còn nó ở giữa thì mình băng qua kia thôi. À, chỉ có rẽ đó thì vô cái nền đó đúng không? Chùa đó. Đây nè, gần sạch gần ở bên đường nữa, đúng không? Giờ người ta muốn tan luôn rồi, mình mới đi vô. Đây rồi kìa. Đó thì đó mình mới vô chi sớm giành giật, không biết xe vô được không biết nữa, xe đậu chỉ đậu hoài thôi. Mấy ngày này mà đi vô sao không chen nào? Không cho vô. Ta đặt mấy cái biển đó rồi sao vô thì phải đậu xích lên trên. No parking here. No parking rồi. Chạy kiểu này là bị chúng chửi. Chúng chửi á. Đi chạy cái kiểu cách chị nào là bị chúng chửi. Đó, phải sơ thôn cho hết đoạn đường rồi quay lại. Ông tim hôm bữa ông cũng vậy đó. Mà em nói sao không quay liền cho tôi đi, ở Việt Nam chứ không có biết. Ta đúng không, mình sai. Nhưng mà thường mình làm theo cách Việt Nam mình cũng làm cho tiện lợi. Tiện gì lợi. Đây có cái đường nhỏ rồi chui vô mình mới dúi. Kiếm cái parking không có mệt. Mới đó là đi ra cái là phải đi dạo hết đoạn đường mới quay lại. Đâu vậy cũng mất thời gian. Chứ nãy chị quẹo trực tiếp là chị phạm luật, chị sai rõ ràng. Không giống Việt Nam được. Ai bắt tôi mà tôi sai? Ai đó bắt tôi? Xui lắm mới gặp cảnh sát thôi. Xui lắm. Làm nhanh thì nhưng mà thôi mình làm vậy đi. Ở đây người ta coi nè, người ta coi tay coi chân gì nè, thấy cái bàn tay không? Vậy hả? Đi bữa nào mình đi thử đi. Bây giờ ta nói tiếng Tàu mình nói nghe được không? Nói tiếng Anh mình cũng được. Ta dịch tiếng Anh chứ hả? Ta dịch tiếng Anh cho em. Bữa nào đi làm liều thử đi chơi cho vui coi. Em lại ông thầy em hỏi còn hay hơn ông sư ông á. Vậy hả? Ông biết nhiều lắm hả? Ông giỏi lắm á. Em là bây giờ qua bên đây quý thầy bên đây em không biết gì, em chỉ biết những cái thầy ở bên Việt Nam thôi. Thì đương nhiên rồi, chuyện đó là đúng rồi. Anh thấy xe gần mà em sợ rồi. Cái len của nó với lại len mình là hai len nó ấy nhau, nó không có gì hết trơn. Len của nó là len nó riêng. Đen của mình riêng.